mẫu Flycam giá rẻ E58 chỉ có 399k mà bay ngoài trời sẽ như thế nào anh em nhỉ? Hôm nay hãy cùng mình thử bay xem nhé. Hôm nay mình đang đứng ở ngoài trời, thời tiết thì khá là lạnh và có gió. Đây mọi người nhìn lá cây rung rinh này, hôm nay có gió nhé. Mà mình sẽ bay thử cái em Flycam giá rẻ E58 này xem sao. Giá chỉ có 399k, bay ở ngoài trời và bay trong thời tiết có gió xem thế nào nhé. Ok, khởi động. Đây là em E58 của chúng ta đang bay ngoài trời mọi người nhé. Bay trong thời tiết có gió nhẹ. Tiến lùi trái phải đầy đủ các tính năng nhé. Lên xuống đầy đủ các tính năng. Nhào lộn này, mình thử nhào lộn nhé. Xoay tròn rất là hay mọi người ạ. Thử cho lên cao nhé. Đấy, E58 của chúng ta nhá, 399k mà bay nhìn rất là hoành tráng anh em ạ. Anh em thấy chưa? Đây, E58.